Đình Hoàng Thái kính chào quý khán giả của Người Việt TV. Sau đây là một điểm tin sáng thứ năm ngày 4 tháng 2 năm 2016. Hôm nay tính theo giờ địa phương tại Úc Tân Tây Lan, Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương viết tắt trong tiếng Anh là TPP đã chính thức được ký kết với sự tham gia của Bộ trưởng 12 các quốc gia thành viên. Vào tháng 10 năm 2015 vừa qua, thì sau 5 năm đàm phán, 12 quốc gia đã ký kết bản hiệp định này với mục đích giảm bớt những rào cản thế quan và nâng cao mức sống đồng thời cổ suý cho sự phát triển kinh tế và những chính sách minh bạch về kinh tế. Tuy nhiên, bản hiệp định cũng gặp khá nhiều sự chống đối bởi vì nhiều người cho rằng hiệp định này mang lại quá nhiều quyền lực cho các tập đoàn tư bản. Hiệp định sẽ cần phải có sự phê chuẩn của quốc hội từng quốc gia và có thể từ 1 cho tới 2 năm mới bắt đầu có hiệu lực. Tổng thống Barack Obama đã lập tức lên tiếng ca ngợi bản hiệp định này Ông nói rằng đây là con đường lý tưởng nhất để cải thiện đời sống cho 800 triệu người dân trong lĩnh vực dịch vụ và tiêu thụ hàng hóa. Lãnh đạo Tòa Bản Úc còn nhận định thêm rằng Hiệp định TPP cho phép Hoa Kỳ chứ không phải là những nước như Trung Quốc sẽ trở thành chỉ đạo kinh tế toàn cầu trong thế kỷ thứ 21 và đặc biệt là trong vùng Á Châu Thái Bình Dương. Tổng thống Barack Obama còn nói rằng Hiệp định TPP vừa tạo công an việc làm cho công nhân Mỹ vừa củng cố vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trên thế giới. Trong 12 quốc gia thành viên tham dự bản hiệp định, thì Việt Nam được xem là quốc gia sẽ được hưởng lợi nhiều nhất, đặc biệt trong các lĩnh vực dệt may, giày da và đồ gỗ. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Hà Nội cũng phải thực hiện cải cách và hoàn thiện thể chế pháp lý theo các yêu cầu của bản hiệp định. Một số nhà hoạt động tại Việt Nam thì lo ngại rằng Việt Nam sẽ không tuân thủ các yêu cầu về nhân quyền, quyền của người lao động một khi được chính thức trở thành thành viên của Hiệp định TPP. Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy tự do thương mại và đầu tư giữa 12 quốc gia thành viên là Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam. Ước tính TPP sẽ đóng góp đến 300 tỷ Mỹ Kim mỗi năm cho tổng lợi tức trên thế giới, chiếm 40% giá trị kinh tế toàn cầu. Liên quan đến tình trạng rất đáng quan ngại là sự lây, lây lan của virus Zika. Thưa quý khán giả, cơ quan hồng thập tự quốc tế của Hoa Kỳ vừa mới đưa ra một lời nhắc nhở là kể từ nay trở đi bất kỳ người nào có thiện chí muốn hiến máu cho cơ quan hồng thập tự Hoa Kỳ thì những người đó cần phải có thời gian xét nghiệm thử xem họ đã rời khỏi những nước nước mà bị lây, lây lan virus Zika bao lâu rồi. Uh, Red Coast của em của nước Mỹ um, nói rằng cần phải có 28 ngày để mà có thể bảo đảm rằng một người đi từ những quốc gia đang bị uh, virus Zika hoành hành không không hề bị nhiễm trùng uh, do muỗi uh, vằn cắn. Uh, thưa quý vị, hiện nay thì đã có 48 người tại Hoa Kỳ bị uh, lây nhiễm loại virus này. Và ngày hôm qua thì một người đàn ông tại Texas được xét nghiệm và chứng tỏ là đã nhiễm loại virus. Nhưng mà cái điều đáng quan ngại rằng virus đến đem đến cho người đàn ông này là lây lan qua đường tình dục khi ông có quan hệ tình dục với một phụ nữ đi từ các quốc gia bị nhiễm bệnh trở về Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chính phủ Anh và chính phủ Canada cũng đưa ra những luật lệ rất là gắt, gắt gao trong vấn đề tiếp nhận máu của những người có thiện chí muốn hiến máu cho cơ quan Hồng thập từ tại Anh và tại Canada. thống đốc của tiểu bang Florida là ông Rich Scott sáng nay đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 4 quận hạt bởi vì quan ngại rằng lây lan virus Zika có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của dân chúng tại bốn địa hạt này hiện nay thì tại florida đã có tổng cộng là 9 trường hợp lây nhiễm virus zika thống đốc scott đã ký lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp bắt đầu hiệu nghiệm từ ngày hôm nay tại những quận hạt miami dade lee hillsboro và santa rosa trong khi đó thì thưa quý vị nhà cầm quyền tại ái nhĩ lan kêu gọi tất cả những đàn ông nào mà vừa mới quay về từ những quốc gia bị lây nhiễm virus zika nếu có quan hệ chân gối với vợ hoặc là quan hệ tình dục với bạn gái thì cần phải mang bao cao su tối thiểu là thời gian là một tháng sau khi họ trở về từ những quốc gia đó. Công ty phân tích và nghiên cứu khủng bố có trụ sở đặt tại Mỹ vừa mới công bố một bản phúc trình uh, cho biết rằng kể từ tháng 5 năm 2015 vừa qua, đã hơn 40 người bị nghi là có liên hệ với nhà nước Hồi giáo khủng bố ISIS, và những người này đã bị bắt giữ khi tìm cách nhờ xâm nhập vào châu Âu, giả dạng là những người tị nạn Syria. Một số trong đám những người này đã dùng passport giả. Ủy ban tị nạn quốc tế trụ sở đặt tại Thụy Sĩ nói rằng có khoảng 36.000 người đã nhập cảnh vào Âu Châu trong 3 tuần lễ đầu tháng riêng vừa qua, kể cả những người tị nạn chiến tranh từ Trung Đông và những di dân kinh tế từ khu vực các quốc gia châu Phi việc chặn bắt những phần tử uh, mang tư tưởng cực đoan muốn xâm nhập uh, vào âu châu làm tăng nỗi sợ hãi của dân chúng tại um, châu âu bởi vì họ sợ rằng sẽ xảy ra những cuộc tấn công khủng bố trong thời gian sắp tới và chính vì vậy họ đã gia tăng áp lực với chính phủ tại các quốc gia này là phải tăng cường các biện pháp để hạn chế cấp uh, giấy nhập cảnh cho những người xin tị nạn từ các quốc gia trung đông đặc biệt là người tị nạn từ Syria. Thưa quý vị, năm nào cũng thế thì báo chí tại Trung Quốc đều chụp những hình ảnh và đưa những tin tức cho thấy rằng tất cả mọi ga tàu đều đông nghẹt người bởi vì có hàng trăm triệu công nhân làm việc tại các cơ sở ở những thành phố lớn và đặc biệt là thủ đô Bắc Kinh đã vội vã lên xe để tìm đường về quê ăn Tết. Uh, tin của uh, báo bên Trung Quốc nói rằng các nhà ga, xe lửa và sân bay bây giờ không còn chỗ nhúc nhích nữa. Thí dụ tại thành phố uh, Quảng Châu là nơi có rất nhiều công xưởng thì ngày 2 tháng 2 vừa qua cái đợt lạnh kỷ lục đã góp phần vào việc khiến cho 100.000 hành khách kẹt cứng tại một ga xe lửa không di chuyển được cả. Thông tin viên của đài uh, ADFI có mặt tại Bắc Kinh mô tả rằng gần 100.000 hành khách đã bị kẹt tại nhà ga ở Quảng Châu chen chúc nhau, người này đứng sát người kia bị kẹt giữa những đống vali khổng lồ. Và nhiều người đã phải đứng chờ suốt 10 tiếng đồng hồ dưới cái lạnh giá rét à, Lực lượng công an đã phải điều động tới 4.000 nhân viên đến tại chỗ để hướng dẫn cái rừng người đen đặc này để hy vọng rằng họ tìm được một cái chỗ lên xe. Các trạm xe buýt và trạm taxi bị đóng cửa để tránh cho hàng ngàn người à, cứ tập trung tại đó và số người càng ngày càng phình lớn ra. Uh, lý do của cảnh hỗn loạn này là tuyết và lạnh giá bất thường đã làm cho nhiều chuyến tàu đi Quảng Châu bị chế giờ. Uh, cái tình trạng này cũng diễn ra tại Thượng Hải với hơn 30 000 người chờ đợi được về với gia đình. Đại đa số là những công nhân nhập cư chỉ về quê mỗi năm một lần mà thôi. Năm nay thì cơ quan hỏa xa của Trung Quốc dự báo là có khoảng 332 triệu người khách đi tàu. Uh, tổng cộng sẽ có gần 3 tỷ lượt khách đi đi về về những thành phố của bên Trung Quốc và Tết âm lịch luôn luôn gây ra làn sóng di chuyển đông đảo nhất thế giới của người Hoa ở bên Trung Quốc. Nhưng mà cuối cùng của một điểm tin sáng hôm nay là một cái tin rất ngộ nghĩnh là trong cái cái, cái khung cảnh mà càng triệu người đổ xô ở bên Trung Quốc như vậy thì có một người phụ nữ duy nhất đã ngồi tại một cái phi trường và sau 10 tiếng đồng hồ lần lượt các um, hành khách khác đã được đưa lên chuyến bay để để cất cánh rồi thì bà là người được đưa đến một chuyến bay với uh, Uh, có, có một mình bà trên máy bay mà thôi. Đây là một chiếc máy bay 737 Boeing và sức chở là 137 hành khách. Vì quá trễ và quá khuya cho nên những hành khách khác đi rồi. Bà lừng lững lên máy bay chỉ có một mình và chụp cái hình đưa lên trên Facebook cho thấy rằng mà đường thanh thang gió lộng của mình ta. Nhưng mà bà có nói như thế này, bà bảo cái điều bà không hiểu được thật buồn cười đó là mặc dù 137 ghế chỉ có một ghế là bà ngồi thôi Vậy mà phi công và tiếp viên ở trên phi cơ nhất định cũng không cho bà lên ngồi ghế hạng nhất tức là ghế um, gọi là first class dành cho hành khách trả tiền nhiều hơn mà vẫn bắt bà ngồi đúng vào cái số ghế mà bà đã mua trên cái vé của bà. Thưa quý vị, chúng ta có thể nói rằng đó là lối ứng xử của Trung Quốc dưới chế độ cộng sản, không có một cái sự uh, thương cảm và tử tế với một người phụ nữ mà đơn lẻ ở trong một cái đêm về quê ăn Tết như vậy. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng ngày mai.